Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip tiếp theo buổi sáng ngày thứ tư, Việt Vinh lại giới thiệu tiếp đến anh em một chiếc đầu CD hiệu The Nông. Và model của chiếc đầu CD này là 815EG. Đây là một chiếc đầu CD mặt vàng gold như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình. Và đặc biệt, chiếc đầu CD The Nông 815EG này là một chiếc đầu CD xuất sang thị trường của châu Âu. Nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 240V. Một mẫu đầu CD chạy đa cầu điện như chiếc đầu CD này rất là hiếm. Thường thường thì chúng ta hay nhìn thấy những chiếc đầu CD The Nông 815EG chạy điện 100V, nhưng mà đây là một chiếc đầu CD xuất sang thị trường của châu Âu. Và chiếc đầu CD này thì được vận chuyển theo công hàng từ châu Âu về Việt Nam. Và như anh em biết rồi thì đa số là những món đồ mà Việt Vinh bán đến tay anh em, đa số đều là nguồn điện 220V, ít khi có nguồn điện 100-110V. Tại vì những món đồ mà Việt Vinh bán đa số đều xuất xứ từ châu Âu. Chiếc đầu CD The Nông 815EG này cũng không ngoại lệ. Và anh em biết rồi thì thường thường thì những chiếc đầu CD mà xuất sang thị trường của châu Âu thì chất âm của nó rất là hay, hay hơn những chiếc đầu CD mà có nguồn điện 100V. Và chúng ta có thể nhìn qua thì mỗi một bên hông của chiếc đầu CD này thì đều có hai cái má gỗ. Đấy, nó bóng piano. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, bóng piano rất là đẹp. Màu nâu đây anh em ạ. Đấy, còn đây là hình thức mặt sau. Chiếc đầu CD này thì anh em có thể nhìn qua, cầu điện của nó 240V và số CD của nó là 175 của hãng The Nông. Đấy, chúng ta nhìn thì nó khác hẳn hoàn toàn những chiếc đầu CD nguồn điện 100V. Đấy, chỗ này thì đa cầu điện 240V, 120V và 220V. Tức là chiếc đầu CD này không sản xuất cho thị trường của Nhật mà nó sản xuất cho thị trường của Mỹ và thị trường của châu Âu. Và đây anh em nhìn rồi, đây là cổng layout, tức là cổng ra âm ly. Đấy, còn đây là cổng quasia. Và điều đặc biệt nữa thì chiếc đầu CD The Nông 815EG này mắt của nó đọc cực kỳ khỏe. Và bây giờ thì Việt Vinh sẽ thử chức năng đọc và nhận bài của chiếc đầu CD 815EG này cho anh em xem nhé. Đây, Việt Vinh đọc một chiếc đĩa xước. Rất là xước đúng không ạ? Đọc ngay. Nhận ngay. Và bây giờ thì đọc bài thôi. Chớp. Đọc rất là khỏe. Anh em thấy không? Nhận bài rất là nhanh, đọc rất là khỏe. Rất là nhanh, nhận bài rất là tốt. Và mình sẽ thử nốt một chiếc đĩa này. Để chúng ta nhìn. Một chiếc đĩa không còn gì để mất đúng không ạ? Đấy, nhận bài rất là nhanh. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc đầu CD The Nông 815EG, một chiếc đầu CD xuất riêng cho thị trường của châu Âu và Mỹ. Chiếc đầu CD như thế này Việt Vinh bán với giá là 2.500.000 đồng, một mức giá cực kỳ tốt. Anh em nhanh tay sở hữu. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em.